đợi tới khi con đeo kính cận rồi mới lo tìm đèn tốt cho con. Nhiều ba mẹ nghĩ rằng ánh sáng càng sáng càng tốt, hoặc chỉ có ánh sáng vàng mới tốt cho mắt của con. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Điều bí mật nay được bật mí là khi sắm đèn cho con thì ba mẹ nhất thiết phải kiểm tra chỉ số CRI nhé. Đây là chỉ số hoàn màu, phản ánh chất lượng ánh sáng có đủ tiêu chuẩn an toàn và hỗ trợ chống cận cho mắt hay không. CRI trên 90 được dùng trong bệnh viện, triển lãm, showroom cao cấp. CRI trên 95 được dùng trong phòng học, phòng làm việc, phòng nghiên cứu. CRI trên 98 tiệm cận với ánh sáng tự nhiên sẽ có tác dụng bảo vệ và phòng tránh cận thị cũng như những tật về mắt cho trẻ. Dofin tự hào sở hữu đèn chống cận L5 đạt kỷ lục Việt Nam với chỉ số CRI lên tới 98.6, giúp ba mẹ yên tâm lựa chọn để phòng tránh các bệnh về mắt cho con yêu của mình. Hãy quan tâm bảo vệ sớm cho đôi mắt của con trẻ và để lại số điện thoại để được tư vấn hỗ trợ từ đội ngũ Dofin. Dofin đưa ánh sáng tự nhiên tới góc học tập của trẻ.